Cemegek anime dan job fokus. Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay Tôm sẽ biểu diễn một tiết mục ảo thuật rất là hay. Tôm xin giới thiệu với các bạn là hôm nay Tôm sẽ làm tiết mục gì đi. Đi vượt. Hả? Kết quả trứng hả? Kết quả trứng bằng tay không? Tôm là có sở hữu một sức mạnh rất là siêu nhiên. Tôm sẽ chặt quả trứng bằng tay không? Không phải là bằng dao đâu nha. Bằng dao hay bằng tay? Bằng dao luôn hả? Bằng dao thì bình thường quá. Tôm mà chặt bằng tay nó mới giỏi. Được không? Không, với chị bà. Giờ bằng cái này. Bằng cái gì? Bà đấy. Con khủng long này. Là con khủng long gì? Hãy xem này. Tôm sẽ biểu diễn một tiết mục. Đó là chặt quả trứng bằng trứng khủng long bằng con khủng long hả? Đúng rồi. Mà nếu chặt ra thì ở trong đó có cái gì? Đó có khủng long ba sừng. Khủng long sừng. Rồi. Tôm sẽ biểu diễn. Có bốn đồ chơi luôn hả? Có bốn đồ chơi trong này nè. Có bốn đồ chơi rồi, chuẩn bị, Tôm sẽ biểu diễn đi. Bắt đầu. Bắt đầu chưa? Đúng, Tôm đứng dậy, Tôm phải múa múa vỏ rồi biểu diễn đi, trước khi chặt. Rồi, Tôm biểu diễn đi, action. Ôi trời ơi, ra nhiều thứ vậy. Đúng rồi. Có con gì nè, con khủng long ba sừng nhỏ nè. Rồi, có thêm cái gì nữa? Có thêm cá heo nè. Có thêm cái heo đây nè. Những cái heo nữa. Cái heo bị bể rồi, đợi Tôm gắn lại đi. Con chặt bị bể rồi nó gắn lại đi. Thế chưa, có heo này nó cũng có cái phá nè, ở đây nè. Đến đây. Tôm nói với các bạn lúc sáng Tôm đi đâu Tôm? Lúc sáng rồi học anh Văn. Học anh Văn, cô tên gì? Honey hả? Tôm đi học anh Văn về xong Tôm ăn, Tôm về Tôm ăn cơm xong giờ Tôm chơi đúng không? Rồi. Học anh Văn vui không? Vui. Ai chở Tôm đi học? Ba. Ừ. Lên lớp học anh Văn có ai? Bạn gì? Bạn gấu bu hả? Bạn tên là gấu bu hả? Đúng rồi. Bạn bu hả? Đúng rồi. À. Còn Mu có hay chơi với Tôm không? Có cô gì nữa? Lại có bạn Mon. Có bạn Mon nữa hả? Rồi. Sermon hả? Đúng rồi. Sermon là nhỏ hả? Đúng rồi. Rồi có cô gì? Có Honey. Cô Honey là cô người nước ngoài hả? Đây. Rồi có cô gì nữa? Đúng rồi. Rồi giờ Tôm biểu diễn tiếp đi. Giờ đến tiết mục là chặt chặt trứng bằng tay đi. Gì? Đi. Chặt trứng bằng con này. Bằng tay thôi chứ không bằng con gì hết á. Nhưng mà giờ chặt bằng con gì? Con này là con gì vậy? Con chặt bằng con này. Rồi, khủng long gì? Ủa sao con nước vậy? Hả? Nước chắc là Tôm đi tắm á, Tôm để đem vô trong nhà tắm á, nước ở trong người con khủng long á. Và sẽ hướng nước vô đây hả? Đúng rồi. Bà ơi nè. Có cái lỗ nè. Lỗ đít hả? Rồi lùng á, lùng nước ở trong đó đó. Rồi, nó đến tiết mục chặt trứng khủng long đi. Rồi, Tôm nói với các bạn cái gì đi. Hôm nay nó sẽ chặt trứng con gì? Khủng long trong này. Đúng rồi, sẽ chặt trứng con khủng long. Ở trong trứng khủng long là Tôm có để cái gì trong đó không? Dạ. Cái gì? Cái đồ chơi. Đồ chơi là cái gì? Đồ chơi. Hả? Bốn đồ chơi luôn. Bốn hay là năm? Bốn. Bốn, năm hay sáu? Hả? Nghe đi không? Có. Đâu? Để ba coi. Rồi Tôm lắc lại ba coi. Lắc lại ba nghe coi nghe không? Rồi ok. Rồi Tôm chặt đi. Hai ba. Bắt đầu. Ê múa đi. Xiu múa vỏ. Ôi rồi,
trời ơi, sao chưa gì đã chặt rồi nhanh vậy? Đâu? Trời. Có ba không ạ? Có ba con thôi hả? À, trên này 4 con rồi, giờ có 3 con thôi vậy. À, này 4 con à. Là mất đâu rồi? Năm mà, có thấy năm có quả bóng nữa là năm mà. Đếm lại đi. Một này. Hai này. Rồi. Ba này. Rồi. Là bốn này, còn cái con khủng long này nữa. Ủa phải không? Khủng long này không? Nó là cái dao. Là cái dao à, đúng rồi, khủng long là cái dao à. Đây năm, phải bốn này. À bốn, đúng rồi. Ba để bảo hả? Ba để vô cho tôm nha. Nhưng mà cứng. Nơi được rồi đó. Cái gì vậy? Làm cái trò gì vậy? Rồi. Giờ chặt bằng cái gì khác đi. Giờ bằng cái tay đúng rồi đó. Giờ này giờ chặt bằng dao, giờ chuyển qua tiết mục là chặt bằng tay. Mới thể hiện được sức mạnh được xì của con. Ừ, nhưng mà hình tay tôm có con chuột không? Gồng lên có con chuột. Ô, cỡ vậy? Đồ được xì á. Rồi, tiết mục đi, biểu diễn đi. Trời ơi, khỏe tay rồi. Quá dữ. Rồi thôi chào các bạn đi. Các bạn nhớ hôm nào quay lại chơi với Tôm này nha. Các bạn nhớ gì Tôm? Đăng ký kênh của Tôm nha. Chơi bắt đầu để chơi trò khác. Bữa sau mình chơi trò khác nha. Các bạn nhớ đăng ký để xem những đoạn phim khác nhé. Remember to subscribe for more videos.